tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng kỹ sư trẻ Võ Duy Khánh quyết định về quê tại thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh lập nghiệp. Nhận thấy nguồn rác phụ phẩm xoài trái ở địa phương khá lớn, Khánh đã có ý tưởng biến nguồn rác thải này thành phân bón hữu cơ. Sau thời gian nghiên cứu, giải pháp nuôi ấu trùng ruồi lính đen để phân hủy rác thải làm phân đã cho hiệu quả cao. Đầu tư cái trang trại này để mục đích là mình vừa xử lý cái giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà vừa tạo cái giá trị gia tăng cho cái những cái phụ phẩm nông nghiệp của mình. Sản phẩm chính của trang trại hiện nay là khoảng 1.500 con gà nòi thịt, chỉ nuôi bằng ấu trùng ruồi lính đen theo quy trình sản xuất sạch. Riêng lượng phân hữu cơ khai thác mỗi tháng khoảng 2 tấn với giá bán 13.000 tới 15.000 đồng một ký. Triển vọng lớn hơn chính là các phế phẩm thức ăn chăn nuôi, dịch thủy phân ấu trùng ruồi lính đen, loại sản phẩm nông nghiệp an toàn sinh thái. Chúng tôi luôn ủng hộ những hoạt động như thế này. Đây là một cái mô hình là đang là thực hiện thử nghiệm ban đầu mà nó có cái kết quả bước đầu khá tốt. Đối với sản phẩm xoài đông lạnh xuất khẩu, các công ty chỉ sử dụng hai bên má của trái xoài, phần thịt dụng còn lại là rất lớn, chỉ riêng Đồng Tháp ước có hàng trăm tấn mỗi ngày. Nguồn phụ phẩm này hiện nay các công ty chưa có biện pháp xử lý, phải đổ bỏ gây ô nhiễm môi trường. Với khả năng xử lý 2 tấn xoài rác mỗi ngày như hiện nay và sẽ còn mở rộng, trang trại của chàng kỹ sư trẻ không chỉ nhanh chóng giải quyết được nguy cơ ô nhiễm mà còn thực sự biến rác thải nông nghiệp thành tiền.